Xin chào các bác nông dân, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bác một giải pháp tuyệt vời để bảo vệ mùa màng Abagent 500 Chewipa thuộc trừ sâu hiệu quả cho cây ăn quả và hoa màu. Abagent 500 B là loại thuốc trừ sâu cực kỳ hiệu quả, giúp các bác diệt trừ và ngăn chặn các loại sâu bệnh phá hoại cây trồng. Nhờ công thức đặc biệt, Abagent 500 BPAP không chỉ giảm thiệt hại mà còn giúp cây phát triển khỏe mạnh hơn nữa. Mình hiểu mùa màng là nguồn sống của các bác. Mất mùa là một nỗi lo lớn, ảnh hưởng đến thu nhập và cuộc sống gia đình. Chính vì vậy, việc bảo vệ cây trồng là vô cùng quan trọng. Abagent 500 Damipa đã được kiểm tra và chứng minh hiệu quả trên nhiều loại cây như cà phê, tiêu, chè và các loại cây ăn quả. Thuộc tham sâu và tác động nhanh chóng, giúp các bác phòng ngừa và tiêu diệt sâu bệnh hiệu quả nhất. Hơn nữa, Abagent 500 rất dễ sử dụng. Các bác chỉ cần pha loãng thuốc theo hướng dẫn trên bao bì và phun đều lên cây trồng. Nhờ phun kỳ để bao phủ toàn bộ cây nhé. Để đảm bảo an toàn, khi pha chế và phun thuốc, các bác nhỏ đeo găng tay và khẩu trang. Sau khi phun thuốc, hãy rửa tay và dụng cụ sạch sẽ. Abagent 500 Bumblab không chỉ hiệu quả mà còn giúp các bác tiết kiệm chi phí và công sức. Hãy thử ngay hôm nay để cảm nhận sự khác biệt. Nếu các bác có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn thêm, hãy truy cập trang web D.Plant để biết thêm chi tiết nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Chúc các bác có một mùa màng bội thu với Abagent 500 Mập Vết. Hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Chúc các bác thành công.